Ổ điện sạc điện thoại Vigear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện với thiết kế dạng vuông thông minh và tiết kiệm không gian. Dây nối dày dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng. Đặc biệt có tính năng sạc điện thoại Vigear VG02 và VG03 sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc. Ưu đãi tặng cáp sạc nhanh trị giá 99.000 cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ chiều chủ nhật ngày 18 tháng 2. Trong video này, chúng ta sẽ cùng bàn luận về những cập nhật mới nhất trong đêm qua và rạng sáng nay theo giờ địa phương. Thông tin quan trọng nhất phải kể đến việc tướng Zelensky, tân tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, đã đưa ra thông báo mới yêu cầu tất cả nguồn lực rút mọi hoạt động ra khỏi Avdiivka. Như vậy, ta có thể khẳng định rằng giai đoạn giao tranh trong cuộc chiến tại Avdiivka đã kết thúc. Giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi chiến dịch rút quân, bảo toàn lực lượng của Ukraine. Như mọi người có thể thấy, mình đã cập nhật lại bản đồ của mình. Chỉ còn duy nhất Nykarter là còn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine. Tất cả những phần lãnh thổ còn lại hiện đang nằm trong vùng xám. Mình cũng chẳng biết quân đội Ukraine đang phân bố tại vị trí nào. Có thể nói rằng cuộc chiến tranh giành lãnh thổ hệ thống công sự tại Avdiivka đã kết thúc, nhưng giờ mới chính thức là lúc bắt đầu cuộc chiến tranh giành cứ điểm tại Avdiivka. Chúng ta cần phải đặt lên bàn cân cuộc chiến tại Avdiivka, Bakhmut, Mariupol để hiểu rõ hơn tình hình. Trong cuộc chiến tại Mariupol, quân đội Nga đối đầu với lực lượng Ukraine đã đặt sẵn bản thân trong một cái vạc. Nhưng sau khi tiêu diệt hết quân Ukraine thì Nga cũng chẳng biết phải đi theo hướng nào tiếp theo vì thứ chờ đợi trước mắt của họ là biển Azov. Khi nói về cuộc chiến tại Bakhmut thì lực lượng Wagner đã quá kiệt sức. Sau khi kết thúc cuộc chiến, họ đánh mất hoàn toàn khả năng tiếp tục tận dụng đa tiến để chiếm thêm lãnh thổ. Quân đội Nga đã phải cử lực lượng của mình tới để hỗ trợ cho quân Wagner trong giai đoạn cuối của cuộc chiến. Trong cuộc chiến tại Avdiivka, quân đội Nga rút kinh nghiệm từ hai cuộc chiến trước, họ đã làm giảm tối đa thiệt hại lên quân binh, vậy nên Nga mới chỉ chiếm được có 10% tổng số hệ thống công sự có trong Avdiivka. Giao tranh vẫn đang nổ ra và thiệt hại giữa hai lực lượng dường như là giống nhau. Quân đội Nga vẫn đang tiếp tục mở rộng chiến dịch tấn công của mình tại khu vực nằm giữa khu định cư Lastokhine và Industrial AV. Theo Dstmap thì đây là tiến triển mới của quân đội Nga. Theo các nguồn tin thì giao tranh đang nổ ra cực kỳ ác liệt tại đường rừng mình biểu thị. Cuộc giao tranh nổ ra cực kỳ ác liệt, quân đội Nga với hỏa lực áp đảo đã buộc Ukraine phải lùi bước, nhưng thương vong đến từ cả hai bên được cho là đạt đến mức báo động. Cập nhật này được đăng tải vào hồi 10 giờ tối hôm qua. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm nay, chúng ta nhận được cập nhật mới cho rằng lực lượng Nga đã chính thức đặt chân vào Lastokhine, buộc cho lực lượng phòng thủ tại đây là lữ đoàn Azov phải lùi bước. Sau khi đánh vào Lastokhine thì cuộc chiến tại Severne hứa hẹn sẽ được khởi tranh. Nói chung là cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, hệ thống công sự bên trong Avdiivka đã kết thúc. Giờ chính thức là lúc diễn ra cuộc chiến tranh giành các cứ điểm, khu định cư tại bờ tây Avdiivka. Cụ thể hơn, trong thời điểm hiện tại sẽ là Severne, Lastokhine, Tonenke, Orikhivka, Berdychi, Stepove, Semenivka và rất nhiều các khu định cư, cứ điểm khác bao gồm cả nhà máy hóa chất. Bên trong nhà máy hóa chất thì lữ đoàn Azov cũng đã đăng tải đoạn video ghi lại quá trình sinh hoạt bên dưới các công trình ngầm. Quân đội Nga phản hồi cho rằng đây là một sai lầm chí mạng của Ukraine. Họ sẽ không trực tiếp kéo quân vào bên dưới các công trình ngầm. Họ sẽ đứng ngoài và giải hàng loạt bom FBB hủy diệt vào bên trong nhà máy. Quân đội Ukraine được đánh giá là sẽ tử thủ và làm mọi cách để bảo vệ nhà máy hóa chất cho đến khi ông Zelensky trở về từ chuyến công du của mình. Trong hôm qua thì ông Zelensky đã ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Đức. Sau chuyến thăm tới Đức thì ông Zelensky đã tới Pháp và đem về một bản thỏa thuận nữa. Khả năng cao sau khi trở về thì quân đội Ukraine sẽ lại có một vài món hàng mới để chơi. Tại khu vực trung tâm Avdiivka, giao tranh vẫn đang nổ ra ác liệt. Quân đội Nga đăng tải đoạn video cho thấy một đoàn bộ binh Ukraine đang di chuyển. Hầu hết là các đoàn bộ binh nhỏ lẻ di chuyển từ bờ sông, bờ nam Avdiivka tới Nykarter. Video tiếp theo là quá trình di chuyển của lữ đoàn Azov. Video này được ghi lại từ bờ tây Nykarter. Có vẻ như quân đội Ukraine đang nhanh chóng bắt đầu quá trình rút quân. Họ đi theo các nhóm bộ binh nhỏ từ 10 tới 15 người để không thu hút hỏa lực từ UAV và pháo binh của Nga. Sau khi có quyết định rút lui chính thức từ cấp trên, thì quân đội Ukraine trên mặt đất đã quyết định rút lui khỏi Avdiivka theo nhiều nhóm bộ binh lớn hơn từ 30 tới 40 người. Quân đội Nga chắc chắn sẽ dồn toàn lực để tóm gọn mẻ lưới này, ngăn không cho quân Ukraine rút ra khỏi Avdiivka. Theo thông tin từ nguồn Ukraine, thì trong đêm qua đã có hàng trăm quân binh được đưa ra khỏi Avdiivka. Quân đội Nga phản hồi bằng cách khẳng định trong đêm qua đã có hàng trăm quân binh Ukraine nằm gọn dưới họng pháo của pháo binh Nga, cũng như là bom FBB và bom chùm.
Ngoài ra, chúng ta nhận được không ít video quay lại quá trình họ bắt giữ và thẩm vấn tù nhân chiến tranh người Ukraine. Trong đêm qua, Nga đưa ra thông báo, lực lượng Azov đã mở cuộc phản công từ Nine Carter đánh vào vị trí tập trung quân đội Nga tại đoạn đường dây. Đoàn bộ binh phản công đã bị đánh bại hoàn toàn. Chỉ còn khoảng 20 người sống sót sau chiến dịch thất bại, quân đội Nga đăng tải video khẳng định họ đã bắt giữ được một trung úy, người cầm đầu chiến dịch phản công. Sau đó, người đàn ông đã bị thẩm vấn, buộc phải khai ra vị trí của đồng đội. Tại bờ đông, ta có video cho thấy Nga đã bắt giữ được nhiều tù nhân chiến tranh thuộc lữ đoàn cơ giới số 110 và lữ đoàn tổng thống. Họ đã cực kỳ hoảng loạn, nhưng rồi ai cũng ngoan ngoãn cung cấp thông tin cho quân đội Nga. Ngoài ra thì có rất nhiều trường hợp khác liên quan đến tù nhân chiến tranh Nga bắt giữ, cũng như là hàng loạt video cầu cứu của các nhóm binh sĩ bị thương, bị loại bỏ của Ukraine. Và trong hôm qua, có một ý kiến theo quan điểm của mình thì đã mô tả hoàn toàn chính xác những gì đang diễn ra. Zelensky chưa bao giờ có chủ ý đưa ra quyết định rút quân. Ông ta đã buộc phải ra lệnh khi thấy sự hoảng loạn và lan rộng nhanh chóng bên trong quân đội. Ngày càng nhiều hơn các nhóm binh sĩ từ chối nhận lệnh và tháo chạy khỏi vị trí. Đó chính xác là những gì đã diễn ra. Quân Ukraine tự ý làm trái lệnh và chạy trốn khỏi Avdiivka vì họ biết nếu không chạy thì thứ duy nhất chờ đợi họ là cái chết. Đêm ngày 17 sẽ chính thức đánh dấu sự kết thúc của Avdiivka. Tất cả những binh sĩ trốn thoát trước hạn cuối sẽ là những binh sĩ cuối cùng rời khỏi đất Avdiivka. Khả năng cao, tất cả những binh sĩ còn lại trong lãnh thổ Avdiivka sẽ bị bao vây hoàn toàn bởi quân đội Nga. Khả năng cao phần lớn lực lượng bị bao vây sẽ đưa ra quyết định đầu hàng. Trong đêm nay, chúng ta có thể sẽ nhận được thông tin về động thái tiến công của Nga vào bên trong lãnh thổ Lastokhine và Siverne. Cuộc chiến tại Avdiivka kết thúc, mọi thứ lại được tua ngược lại về thế trận ban đầu. Cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát các khu định cư khác lại bắt đầu một lần nữa. Tuy nhiên, phải cần lưu ý rằng quân Ukraine đã đổ không ít tài nguyên vào cuộc chiến tại Avdiivka. Quân đội của họ giờ đã mệt nhừ, khí tài thì cũng đã cạn kiệt. Trong chiều ngược lại thì quân đội Nga vẫn đang hừng hực khí thế, họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để tiếp tục tiến công. Để mà nói thật thì mình cũng chẳng biết quân đội Ukraine sẽ chặn đứng làn sóng tấn công tiếp theo của Nga như thế nào. Kéo xuống phía Nam, ta nhận được thông tin về việc quân Nga tái khởi động chiến dịch tấn công Nevesky. Theo một số nguồn tin cập nhật bản đồ thì sau đây là tiến triển mới của quân Nga. Chúng ta cùng tiếp tục video với tình hình tại Novomikhailivka. Thêm một video nữa ghi lại hình ảnh tù nhân chiến tranh, lữ đoàn số 155 của Nga bắt giữ. Ngoài ra, chúng ta có video ghi lại quá trình quân đội Nga tiến đánh vào trang trại phía bắc Novomikhailivka. Người lính đánh Nga bắt đầu chiến dịch bằng nỗ lực dọn dẹp đường hào, sau đó tiến hành ném bom áp đảo lực lượng Ukraine và bắt đầu quá trình đổ bộ. Video này được đăng tải bởi Bộ Quốc phòng Nga. Khả năng cao phần lãnh thổ phía bắc mình biểu thị đã thuộc quyền kiểm soát của Nga. Nội dung trong hôm nay, chúng ta sẽ nhận được thêm hàng loạt thông tin mới, có thể nói là chấn động. Tiến trình hiện tại của quân Nga chẳng thể nào mà dự đoán được. Trong hôm qua, mình có đăng tải video về việc lữ đoàn hải quân số 37 của Ukraine đăng tải video kêu trời kêu đất về thảm cảnh mà họ đang phải đối mặt tại Krimki. Đã có rất nhiều trường hợp quân binh tự sát tại vùng lãnh thổ này. Trong hôm nay, chúng ta có được một video với nội dung tương tự được đăng tải bởi lữ đoàn số 119. Lữ đoàn này đã từng chiến đấu tại Severne. Trong video, họ khẳng định, chúng ta đã quá mệt mỏi rồi, chúng mình không muốn cầm lên cây súng này nữa. Đồng thời, họ khẳng định quân đội Ukraine nên quyết định đầu hàng, kết thúc cuộc chiến để họ có thể trở lại với gia đình. Có thể nói rằng, bạo loạn đang chuẩn bị nổ ra bên trong quân đội Ukraine, và cũng có thể nó đã xảy ra rồi. Đó là lý do Tổng thống Zelensky phải đi lánh nạn ở các nước khác. Vì như mình đã khẳng định trong các video trước, tình hình hiện tại bên trong Ukraine là quá nguy hiểm đối với ông Zelensky. Và đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.